Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đường 2 Chiều. Mình là Thảo Anh. Chắc hẳn là đợt sắp tới thì có rất là nhiều các bạn học sinh mới lên đại học đang tìm kiếm một chiếc xe để đi. Thì nếu mà các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe mà êm này, xịn và mới với cái mức giá từ 50 đến 60 triệu thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc xe Honda SH Mode phiên bản 2020 với rất là nhiều cái thay đổi từ ngoại hình cho đến động cơ. Thì chiếc xe này như thế nào thì bắt đầu tìm hiểu thôi. Thì đã không còn xa lạ gì với người Việt Nam nữa rồi. Vào thị trường Việt Nam từ những năm 2013 và đến nay đã được 7 năm rồi. Ở phiên bản 2020 này thì là chúng ta có một cái phiên bản nâng cấp toàn diện, kể cả ngoại hình lẫn trang bị lẫn động cơ. Thì trước hết chúng ta sẽ nói về phần ngoại hình trước. Phần đầu xe chúng ta đã có một cái thiết kế trông rất là tinh tế và quyến rũ. Đặc biệt các bạn để ý chúng ta có dải đèn định vị, có những họa tiết giả kim cương trông rất là tỉ mỉ. Cái họa tiết này thì nó xuất hiện rất là nhiều trên xe, từ đèn định vị cho đến tay lái và cái sàn để chân cũng có cái họa tiết này nữa. Và bên trong chúng ta có một cái logo SH rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là Honda đã rất là chăm chút cho từng chi tiết nhỏ ở trên xe và trông nó rất là tinh tế. Tuy nhiên thì vẫn có một số người có cái quan điểm trái chiều về cái dải đèn định vị này. Thì cái này mình nghĩ là tùy mắt thẩm mỹ của mỗi người thôi. Nếu các bạn có suy nghĩ gì thì có thể để lại ở dưới comment và cùng bàn luận nhé. Ngoài ra thì phần mặt trước chúng ta còn có cụm đèn LED 2 tầng và cái đèn sinh nhan thì vẫn là đèn halogen. Kích thước của mâm trước là 16 inch và mâm sau là 14 inch. Thật ra thì mình luôn thích những chiếc xe mà có mâm lớn một chút. Ví dụ như Honda Lead thì cốp rộng, dùng rất là thích, đi rất là sướng. Nhưng mà để mà nói về vận hành thì những chiếc xe mà có mâm lớn thì nó vẫn cho ta một cái trải nghiệm lái an toàn hơn. Xe thì được trang bị với mặt đồng hồ dạng analog và ở bên dưới thì chúng ta có một cái màn hình LCD nhỏ có thể hiển thị những cái thông số đủ dùng. Nhiều người thì người ta nghĩ là Honda nên chuyển cái mặt đồng hồ sang full LCD. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy là cái màn hình LCD của Honda hiển thị dưới trời nắng nó không được tốt cho lắm, nhìn rất là khó. Như thế này thì nó lại rõ ràng và nó dễ nhìn hơn. Và mình thích cái đồng hồ analog của SH Mode này, trông nó rất là tinh tế. Ở trên phiên bản này thì cái phần để chân cũng đã được thiết kế nới rộng ra so với phiên bản trước. Các bạn có thể hoàn toàn để đồ, túi xách và để chân cũng rất là thoải mái. Ngoài ra thì ở dưới đây chúng ta còn có một cái móc treo đồ nữa. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là cái chất lượng hoàn thiện của cái móc treo này cũng không quá là tốt. Tại vì ấn rất là khó, mình ấn chắc phải 2 đến 3 lần mới ra được á. Có một cái hay ở trên chiếc xe này đó chính là cái hốc để đồ phía trên. Chúng ta đã có cả cổng sạc USB và hoàn toàn có thể nhét vừa những chiếc điện thoại như là iPhone 7 Plus hay là 8 Plus. Cái điều này thì mình thấy là hay và văn minh hơn so với một số chiếc xe mà có trang bị cổng sạc USB ở trong cốp. Như các bạn đã biết thì cốp nó gần với động cơ cho nên là khi mà di chuyển thì rất là nóng. Nó có thể xảy ra một số rủi ro không mong muốn. Rồi tiện nói về cốp thì mình sẽ giới thiệu cốp cho các bạn luôn. Thì đây, chiếc xe này có dung tích cốp là 18 lít. Các bạn có thể hoàn toàn để vừa một chiếc túi xách nhỏ cùng với 2 mũ 1/2 hoặc là một mũ 3/4 với một mũ 1/2. Nói chung là cái diện tích cốp này thì nó cũng không quá là xuất sắc, có thể gọi là đủ dùng. Có một cái điểm mình chưa được ưng ý cho lắm, đó chính là cái vị trí đặt nắp bình xăng. Ở đây thì Honda đặt hơi thấp một xíu cho nên là nó sẽ hơi khó khăn khi mà mỗi lần đổ xăng chúng lại phải vặn ra rồi mở. Nếu mà đặt cao hơn một chút thì sẽ hay hơn. Yên xe có chiều cao là 765mm. Với một người có chiều cao 1m67 như mình thì cái việc chống chân nó không phải là vấn đề quá lớn. Tư thế ngồi cũng rất là thoải mái. Cái vị trí đặt tay lái cũng rất là vừa phải, không quá cao cũng như là không quá thấp. Cho nên là mình có thể ngồi lái xe đi đường dài mà không bị mỏi lưng. Tuy nhiên thì cái bề mặt yên cũng như là cái giảm xóc thì hơi cứng. Cho nên là nếu mà đi qua những cái khung đường mà nó nhiều ổ gà, hơi gập ghềnh thì nó sẽ hơi bị sóc một chút. Cũng như là mình ngồi lâu thì nó cũng sẽ hơi bị ê mông một chút. SH Mode thì là một chiếc xe rất là linh hoạt ở trên phố. Và đặc biệt hơn là ở phiên bản này thì cái độ linh hoạt nó còn nhỉnh hơn so với những phiên bản trước. Tại vì sao? Ở đây chúng ta có một cái công nghệ khung hoàn toàn mới cho cái trọng lượng của xe nó nhẹ hơn, gọn hơn. Tuy nhiên thì xe nó vẫn giữ được cái độ đầm chắc chắn và ổn định. Khi mà đứng im và nổ máy thì chúng ta có thể cảm nhận rõ được cái độ rung nó truyền lên tay lái. Tuy nhiên càng đi thì xe lại càng êm. Và đặc biệt hơn nữa là cái động cơ này nó cho ta một cái cảm giác ít gằn hơn so với động cơ cũ. Chúng ta có thể cảm nhận rõ ở loanh quanh cái khoảng tốc độ 60 km/h. Cái lý do vì sao thì cái động cơ mới này là động cơ 4 van và nó sẽ hoạt động ở trên những cái giải vòng tua lớn hiệu quả hơn so với cái động cơ cũ là động cơ 2 van. Giao thông Việt Nam thì luôn đầy rẫy những bất ngờ, đặc biệt là những cái sự ú òa bất thình lình ở trên đường. Và một chiếc xe mà có trang bị hệ thống phanh ABS như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta, đặc biệt là các chị em đi đường, có thể tránh khỏi những cái rủi ro không mong muốn xảy ra trên đường. Rồi, để tổng kết lại video thì với cái mức giá khoảng 50 đến 60 triệu chúng ta sẽ nhận lại được một chiếc xe với cái thiết kế mang đậm phong cách của châu Âu, động cơ rất là mượt mà và trang bị thì đủ dùng. Cảm nghĩ của bạn về chiếc xe này như thế nào thì có thể để lại comment ở phía dưới và đừng quên like, share và subscribe Đường 2 Chiều để cập nhật những video mới nhất của chúng mình nha. Còn bây giờ thì bye bye. Chúng mình nha, còn bây giờ thì bye bye.